Lê Khôi Audio xin kính chào tất cả anh em. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu chi tiết với anh em cái cặp loa Tannoy số 1 mà clip trước đó Khôi đã quay tất cả là 4 cặp loa Tannoy. Trong đó thì có 3 cặp là bass 25, model của nó là Eaton 295 anh em nhé. Còn những cái thời gian tiếp theo có thời gian thì Khôi sẽ quay lần lượt các cái cặp khác nha. Về chất âm thì 3 cặp này nó đều như nhau. Và về cái ngoại hình thì nó tùy theo đời, tùy theo những cái đợt hàng sản xuất thì nó sẽ có khác nhau. Thì bây giờ mời anh em cùng với Khôi xem lại cái ngoại hình cặp thứ nhất, và sau đó thì Khôi sẽ tháo ra một cụ ha, để anh em cùng xem được cái cụ loa của nó anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chi tiết này. Rồi đây anh em, đây là cái cặp loa đầu tiên ha. Thì về cái thùng gỗ thì nó rất là đẹp, vì cái hàng Tannoy thì nó là một trong những cái hàng cao cấp về cái dòng loa của Ân. Nên nó được thiết kế rất là đẹp anh em. Thì các cái chỗ này là còn nguyên bản nguyên zin ha. Thùng nó vẫn rất là đẹp anh em. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay về cái lưới. Cái lưới này Khôi cũng đã quay clip trước rồi, nhưng mà tiền đây mình quay lại luôn anh em ha. Đó, Khôi quay lại cận cận anh em cùng xem ha. Rồi. Đây, mình sẽ tháo này, lưới zin anh em nha. Lưới zin này căng zin. Đó. Rồi, tháo ở đây luôn. Rồi. Ok. Đây anh em. Anh em nhìn cái loa rất đẹp ha, cả hai bên rất đẹp, rất tuyệt vời. Nói chung là một cặp loa quá đẹp. Mình quay cái này Khôi vẫn chưa chùi nha, tại vì mới giới thiệu xong thì bây giờ Khôi bóc ra một cặp luôn để Khôi quay luôn anh em cùng xem. Đó. Anh em xem kỹ ha, rất đẹp. Đó, rất tuyệt vời. Nói chung là đây là cái dòng đồng trục trong cái tầm tiền mà nó thể hiện được nhiều thứ lắm. Thứ nhất là về chất âm, thứ hai là về ngoại hình, rất là đẹp. Anh em có thể nghe trong cái phòng 25 30 mét vuông hoặc là nghe trong cái phòng ngủ cũng được nha. Còn về nói về đồng trục thì nó quá nổi tiếng rồi. Mình không biết nói gì thêm. Nhưng mà chỉ có quay cho anh em cùng xem nha. Vì hầu như ai cũng biết tới nó, chơi đồ ta đồng trục thì Khôi sẽ ghép thử với âm ly đèn nha. Đặc biệt là Tannoy và đánh đồng trục thì đánh đèn rất là hay. Ngoài ra anh em có thể đánh với Class A đến từ các cái hãng của Marantz nha. Thì hoặc là đánh với những cái con âm ly cổ, âm ly của Rotel, mình thấy nó cũng rất là hay. Đó là về các cái phần mà phối ghép nha. Còn bây giờ thì đây, còn cái phần đít nữa, Khôi quay. Rồi, đây là cái phần đít sau anh em ha. Thì Khôi quay luôn cho anh em cùng xem ha. Đây, loa là đẹp. Đó. Góc cạnh là vuông vức ha. Đây mình đưa gần cho anh em xem này. Đó, dùng điện thoại lại luôn. Cái này dấu vân tay anh em ha. Đó, mấy cái chỗ này là mình rất là đẹp, tuyệt vời. Nói chung là những cái cặp loa Tannoy ship về đợt này rất là đẹp nha anh em. Rồi ok. Tem cờ đầy đủ ha. Đây. Tem này. Còn bên này là thông tin. Đặc biệt là những cái đài loa này á được sản xuất tại Anh anh em ha. Tannoy London này. Made in United ha. Kingdom là tại Anh. Model của nó Eaton này 295. Rồi, và tất cả những cái đời này thì đều có cái chữ ký của sản xuất, nhà sản xuất nữa. Ok, vậy thì cái ngoại hình Khôi đã giới thiệu xong ha. Rồi, bây giờ thì Khôi sẽ tháo ra một cụ loa để anh em cùng xem cái cụ của nó. Và sau đó thì Khôi sẽ test chất âm. Rồi, Khôi đã tháo ra một cái cụ loa để anh em cùng chiêm ngưỡng ha. Đây là cái dòng loa của Monitor, còn gọi là Monitor Gold đó nha. Thì đây, Khôi quay cho anh em cùng xem, không biết nói gì hơn, nó cũng rất là đẹp rồi và nó quá nổi tiếng rồi. Đây, Khôi quay cái thông số cho anh em xem. Thì đặc biệt là những cái đời này á, nó là London England anh em ha, có nghĩa là được sản xuất tại Anh. Thì những cái cặp loa này có rất có giá trị, và đặc biệt là cái dòng Tannoy á thì sự dắt này ha, dắt bốn chân này nè, bốn chân ha. Rồi đó, rồi thì Khôi tháo nó một cụ thôi, và anh em lưu ý là khi tháo ra thì đây, bắt buộc tháo ra thì nó sẽ dính các cái lớp này. Khôi lấy lên em cùng xem nha. Đó, anh em thấy không? Mình tháo lên thì nó sẽ bị dính mấy cái này nè. Có nhiều anh em sẽ hỏi thắc mắc nha. Rồi, nhưng mà tháo ra thì nó là như vậy. Còn ở đây, đây là hai cái tinh chỉnh, và dưới này có cái bộ phân tần. Thì Khôi đã kiểm tra rồi anh em ha, dính tuyệt đối nên Khôi không tháo ra nữa. Mà mình kiểm tra là ok rồi. Thì hai cái thì tương tự giống nhau. Khôi tháo một cái thôi anh em nhé, để khỏi mất thời gian. Rồi, và phần cuối cùng thì Khôi sẽ test nhạc. Thì Khôi thấy Tannoy đồng trục thì ghép với đèn nó là hay nhất, thì bây giờ Khôi sẽ ghép với đèn để anh em cùng nghe thử. Ok.
người. Mùa thu về đây, riêng mình ta cùng với trời mây. Mùa thu Paris, có ai đi trong nắng vàng? Vòng tay mênh mang, bước chân nghe đã buồn hoang. Vườn xưa còn đây, sao bờ vai nhớ thương vơi đầy. Người xa tầm tay, riêng mình ta một cõi tình phai. Chiều qua công viên, có ai đón đưa lối về? Thoáng nghe tiếng mưa đạo nề, ngày chợt dài lên. Vàng rơi răng ai mơ mộng. Chiều qua dòng sông, riêng mình ta mòn mỏi chờ mong. Chiều qua sông Sen, có con chim bay qua trời, cất lên tiếng ca dã rời. Cuộc tình sao không rồi. Khôi xin phép kết thúc cái phần test chất âm cặp loa đầu tiên ở đây. Thì cũng xin chia sẻ với anh em là Khôi đang khép với một con âm ly đèn The Voice of Music. Con âm ly đèn này là của hãng Mỹ sản xuất anh em ha. Thì anh em nào mà đang nghe mà thích những cái giai điệu, thích những cái chất âm của Tannoy, thì Khôi nghĩ đây cũng là một bộ ghép nó hay và hợp ví tiền anh em ha. Thì cái cặp loa này, cặp đầu tiên, cặp này cũng rất đẹp, lưới zin và hai cái loa rất giống nhau. Thì cặp này có cái mức giá cho anh em chơi là 26.500.000 anh em nha. Và cái con âm ly thì có giá là 16.500.000. Anh em nào yêu thích và lấy cả bộ thì Khôi sẽ bớt nha. Riêng con âm ly thì anh em có thể vào những clip trước để anh em xem lại cái phần là giới thiệu soi nội thất anh em nha. Rồi cuối cùng thì xin chào tất cả anh em và chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Khôi thì hãy đăng ký để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất cũng như để ủng hộ.